theo yêu cầu của rất nhiều bạn theo dõi cái kênh YouTube của mình đó, mà yêu thích hoặc muốn nghiên cứu về đèn LED đó, các bạn yêu cầu mình đó độ chế cái nguồn LED driver. Ở đây này, các bạn nhìn thấy trên đây là bộ nguồn LED driver nha các bạn. Bên ngoài nó ghi công suất của nguồn LED driver và cái điện áp nó ra. Các bạn yêu rồi cái các bạn có cái đo cái độ dòng điện không tải á, trong cái mấy video trước á mình đã hướng dẫn các bạn cách đo rồi nha. Cái tính công suất luôn rồi. Thì các bạn yêu cầu á là các bạn muốn thay đổi cái công suất so với nhà thiết kế của nguồn LED driver này như thế nào. Thì mình hôm nay mình sẽ làm video này để hướng dẫn các bạn đó cách độ chế cực kỳ đơn giản nha. Bằng cách các bạn nè, ở đây mình có sơ đồ IC giao động đó bạn. Bên trong này IC 8 chân nha. Mình sẽ thay hai giá trị điện trở này, RS1, RS2 ha. Đây là cái con điện RS1, RS2. Hai điện trở này có giá trị rất nhỏ nha các bạn. Là nó là chân CS của MOSFET. Bên đâu trong này nè, cực này cực D nè các bạn, D nè, cực là CS nè các bạn, cực CS của MOSFET bên trong cái IC giao động này các bạn. Cái chân số 8 của IC chính là cái chân CS của MOSFET. Thì sẽ có hai con điện trở RS1 RS2 mắc song song với nhau, tạo ra cái điện trở bằng 1/2 của hai điện trở này các bạn. Nó hàng chia điện trở này bằng nhau thì tạo một giờ cho 1/2 và nó nối sức mát nha các bạn, tạo sức áp trên cái chân CS này nha các bạn. Thì cách mình làm á, mình sẽ thay đổi cái giá trị R1 S1. Các bạn có thể tháo ra nha, các bạn tháo ra hoặc thay đổi giá trị điện trở này thì cái dòng điện nó sẽ tăng hoặc giảm nha các bạn. Trong IC dao động này nè, ở nhà các bạn có thể độ chế lại nha, các bạn có thể tìm cái hướng nào đó, các bạn có thể tháo điện trở RS2 này ra nè, hoặc là các bạn thay cái giá trị số nhỏ nha các bạn, là các bạn sẽ được giá trị như ý nha. Ở đây trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo nha, bằng cách giảm cái công suất của nguồn LED driver, giảm công suất và đồng thời giảm điện áp luôn, cường độ điện luôn, là bằng cách mình tháo R2 này ra khỏi bo. Cái này cực dễ nha bạn, các bạn có thể làm được ở nhà nha. Rồi trên tay mình đó bạn là một cái bo nguồn LED driver. Cái bo nguồn LED driver này nó các bạn nhìn thấy nha, nhất là trong đèn LED âm trần nè cũng tương tự nha, hoặc là đèn tiếp LED 8 LED bulb á, LED bulb tròn. Thì các bạn tháo ra cái bo nguồn LED driver này nó tương đương giống nhau hoàn toàn nha các bạn. Là đây là cái loại nguồn dòng nha các bạn, chứ không phải nguồn áp nha, đây là nguồn dòng để ổn định dòng điện. Cái điện áp ngõ ra có thể thay đổi được nha các bạn, nó phụ thuộc vào tải nha, nhưng mà cái dòng điện á nó không thay đổi nha các bạn. Sau đây mình sẽ điều chỉnh cho cái công suất này giảm, hoặc là cái dòng điện ngõ ra nó sẽ giảm, đồng thời tương đương đi đó điện áp nó sẽ giảm luôn nha các bạn. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình đó, ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ số VOM ha, mình sẽ chỉnh cái thang đo như 1000 nha các bạn. Các bạn chỉnh cái thang đo như 1000 cho mình nha. Ở đây mình sẽ dùng hai sợi dây nha các bạn, có đồng nối nha. Mình sẽ kết nối, mình chỉ đo chế độ không tải nha các bạn. Mình sẽ nối vào hai cái tụ ngõ ra, chính là cái tụ cấp nguồn cho cái đèn LED nha. Cái này VOUT ngõ ra của nguồn LED driver nha các bạn. Mình hàng hai đầu ha, hai đầu tương ứng nha. Với âm á, âm nối với cực dương âm nha, cực trừ nha. Để mình cách ly nha các bạn, cách ly để đo cho nó dễ nha các bạn, chứ mình không có để đo trực tiếp sợ nó chạm chập mà. Đo để cho các bạn dễ quan sát á. Rồi, mình đã hàng xong nha các bạn. Hai dây nha. Các bạn nhớ hàng chắc chắn nha các bạn. Lắc đừng có để cho nó rung lắc gì nha. Rồi ở đây á, cái que đỏ nha các bạn. Que đỏ các bạn kết nối với dây đỏ nha. Que đen các bạn cứ nối dây đen luôn nha các bạn. Các bạn tương ứng ha, để mình đo điện áp. Mục đích là mình đo điện áp với cường độ dòng điện nó ra luôn nha các bạn. Đây các bạn.
Rồi cái phần còn lại nha các bạn, cái dây còn lại các bạn dùng một cái đầu nối y như hệt như trong cho mình nha. Dây cắm nguồn AC ha, cũng có đầu nối nhanh nha các bạn. Rồi các bạn kẹp, kẹp nguồn vô thôi nha, cái nhớ kẹp chặt nha các bạn, đừng có để lỏng lỏng quá nha, lỏng là nó bung ra thả bị giật điện nha các bạn. Ở nhà các bạn có thể nghiên cứu thêm luôn nha. Mình làm bài làm video này có gì chỉ cho các bạn các hướng để các bạn có thể tự thao tác ở nhà thôi. Rồi sau khi kết nối xong nha các bạn, mình sẽ cấp nguồn nha các bạn để mình đo cái điện áp ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn, cắm nguồn vô nha các bạn. Để coi điện áp nó ra là khoảng bao nhiêu nha các bạn. Nguồn led driver. Coi thấy nguồn của nó không? Nào mình sẽ ghi giá trị điện áp nha các bạn. Cái V V lúc đầu nha các bạn, mình tạm ghi V1 nha các bạn. Nó sẽ bằng là 262V. Đây mình tạm ghi nha các bạn. Cái trị V nè, V lúc đầu nè 262V. Là cái nguyên thủy của nó mình chưa độ chế luôn nha bạn, chưa có thể can thiệp gì cái mainboard của nó nha. Sau đó mình sẽ tiến hành mình đo cường độ dòng điện nha các bạn. Mình sẽ tắt nguồn đi nha các bạn. Các bạn chuyển qua cổng com cho mình nha. Đồng thời á, cái thang đo các bạn chuyển qua mức 10A cho mình nha. Cái đồng hồ số nè các bạn, có cái mức 10A các bạn chuyển. Các bạn nhớ chuyển đúng vị trí nha các bạn. Đừng có chuyển lộn nha, có thể hư đồng hồ. Rồi tiếp theo các bạn cấp nguồn là bật nguồn lại nha các bạn. Bạn cứ bật công tắc nha. Để mình coi cái Y1 cái cường độ điện lúc đầu của nó bao nhiêu nha các bạn. 0.17, mình đo được giá trị 0.17. Y1 nha các bạn. Y1 là Y lúc đầu á là bằng 0.17. 0.17 này là 0.17 ampe. Bằng 170 mA. Đây giá trị là giá trị lúc đầu luôn nha các bạn, là chút đầu là mình chưa làm gì nha các bạn. Mình sẽ đo được giá trị là V1 sẽ bằng 262V và đồng thời cái Y1 mình sẽ đo giá trị là 170 mA. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tắt nguồn nha các bạn. Mình sẽ tắt nguồn đi rồi mình tháo ra nha các bạn. Mình sẽ tháo cái dắt này ra nha. Các bạn cẩn thận có gì nó giật nha các bạn. Rồi sau đó các bạn đề phòng trường hợp cái tụ nguồn nè nó còn điện nha các bạn, các bạn xả cho mình nha. Chạy chạm hai chân âm dương á cho nó xả điện nha các bạn. Rồi vậy là được rồi nha các bạn. Các bạn quan sát để ý cho mình nè. Trên cái chân số 8 của IC nguồn xung nè các bạn, đây là cái sinh số 8 ha, của IC dao động nguồn xung ha các bạn thấy có hai con điện trở nhỏ các bạn, nó ghi là 1R2 hoặc 1R3, hai con hai điện trở này mắc song song nha các bạn. Mục đích đó nó tạo ra cái giá trị điện trở nhỏ các bạn bằng một nửa của một của giá trị của con điện trở lúc đầu nha các bạn. Hai con điện trở này bình thường là cho nó sẽ xem nhau thôi các bạn, mà giá trị rất nhỏ nha các bạn. Và chú ý nha, cái chân nhớ nha các bạn, cái chân số 8 của IC nguồn xung này nè là sẽ có hai con điện trở mắc song song với nhau, giá trị nhỏ nha các bạn. Nó ghi giá trị là 1R2, 1R3 hoặc là 1R3. Đây là cái sơ đồ nguyên lý của cái bo nguồn led driver. Hồi trước mình đã giải thích cái nguyên lý hoạt động của nó nha các bạn. Đây vị trí của cái chân R1R2 á, RS1 RS2 chính là cái chân CS của con MOSFET nằm trong MOSFET nằm trong con IC nguồn nè các bạn. IC dao động ha. RS1 RS2
hai con này đi chỉ chở nhỏ các bạn, mắc song song ha. Cái giá trị của nó ở đây các bạn đọc trên thân của nó các bạn, cái này linh kiện dán các bạn, còn có khi có một con linh kiện dán, một con linh điện trở rời là 1R2 các bạn. Nó sẽ bằng 1.2 ohm. Lúc mà số một nguồn led driver y như cái mặt nguồn này nha các bạn, là các bạn để ý thấy là hai con điện trở này các bạn, hai con điện trở mà cái nối chân CS đó, từ chân số 8 của con MOSFET nằm bên trong IC á, nó là hai điện trở dán nha các bạn. Còn đây là một cái mặt khác, nó chỉ có gắn một con điện trở dán, một con điện trở thường nha các bạn. Rồi cái cách đọc là cái đo là cũng bị hệt như vậy nha các bạn, nó không gì thay đổi ha. Trên cái mặt này nè, nó chỉ có một con điện trở dán thôi, còn kia điện trở cắm nha các bạn, chân cắm á ha. Các bạn hàng ra lấy ra cũng dễ nha các bạn, đọc chỉ số cũng dễ. Đây là điện trở vòng màu, các bạn có gì các bạn tham khảo. Nếu các bạn không có biết đọc vòng màu thì các bạn lên Google các bạn search nha, này cũng rất dễ nha các bạn. Còn ở đây mình sẽ nói về cái con cái giá trị 1R2 là 1R2 á, trong điện trở dán á, cái số cái R là giống như nhớ phẩy các bạn, số thập phân á là 1.2 ohm. Một cái con điện trở này nè các bạn là có giá trị 1.2 ohm nha các bạn, 1.2 ohm. Mà hai con mắc song song với nhau á, các bạn tính ra con điện trở tương đương của nó nha các bạn, R tương đương nữa các bạn, các bạn suy ra R tương đương cho mình nha. R tương đương sẽ bằng tích chia tổng nha các bạn, nè R1 nè, R1 tùy hai con mắc song song với nhau các bạn, nhưng R2 chia R1 cộng R2 nghĩa là 1.2 các bạn. Đây là cái giá trị 1.2 ohm. Mình sẽ lấy máy tính mình bấm nha các bạn. Nè các bạn, 1.2, các bạn nhân 1.2 nha. Mình sẽ lấy 1.2 nha các bạn, nhân 1.2. Rồi các bạn, 1.44 mà các bạn chia cho 1.2 cộng 1.2 là 2.4 nha các bạn, 2.4 ha, chia 2.4 là các bạn ra cái giá trị là 0.6 ohm. Cái giá trị điện trở tương đương nữa các bạn là 0.6 ohm nha các bạn. Là hai con điện trở này các bạn, hai con điện trở này mắc song song với nhau á, mà các bạn một con á cái giá trị là 1.2 ohm thì các bạn tính ra điện trở tương đương là 0.6 ohm nha các bạn. Cái giá trị điện trở này rất nhỏ nha các bạn, rất nhỏ nha. Ở đây mình sẽ đi theo cái hướng mà mình sẽ tăng cái điện trở này lên nha các bạn. Tăng điện trở này lên bằng cách gỡ một con ra, một con điện trở RF1, RF2, hai con này giá trị bằng nhau nha các bạn. Còn ở nhà các bạn có thể độ chế nha các bạn, có thể thay đổi. Ví dụ nếu mà hai cái giá trị điện trở mà khác nhau á, nếu mà hai điện trở khác nhau các bạn có thể thay đổi chỉ số nha các bạn. Tháo một con ra, một tháo con này, một tháo con kia ra, làm cho cái giá trị điện áp á hoặc là cường lượng điện nó ra thay đổi nha các bạn. Ở đây mình sẽ đi theo hướng là tháo một trong hai con này ra nha các bạn, để làm tăng cái R tương đương nha các bạn, tăng lên nha. Rồi sau đây mình sẽ bắt tay mình làm nha các bạn. Rồi đây là cái mặt hồi nãy các bạn, mình sẽ cho một ít cái nhựa thông ha, nhựa thông hoặc mỡ hàng nha các bạn. Ở đây mình sẽ dùng chính cái mỏ hàng lại luôn nha các bạn. Trong mấy cái clip trước á, mình sẽ hướng dẫn các bạn thay chip led cũng bằng cái mỏ hàng này, hoặc là thay cái linh kiện trong cái mặt nguồn led driver này á, chứ cũng bằng cái mỏ hàng này nha các bạn. Các bạn nhớ chú ý nha, để mặt lưng của cái mỏ hàng á, rồi các bạn đặt lên, đặt cái trong cái phạm vi nè, cái cầu điện trở cần lấy ra các bạn, mình sẽ tháo ra nha. Các bạn đỡ lên, đừng cho nó chạm gì nha các bạn. Các bạn đã cho tiếp xúc một hồi á, nóng lên là ok nha các bạn, là lấy ra được nha.
không cần phải làm gì hết á. Rồi rất nhanh nha các bạn, cái nào lắc rồi các bạn thấy không, đây là cái con điện chở 1R2 mình mượn bắt đầu lấy ra nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, trên mặt đó mình đã lấy ra một con rồi nha các bạn, hai từ hai giá trị giống nhau á, mình sẽ lấy ra một con, còn một con nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái điện áp và cái cường độ dòng điện sau khi mình gỡ một con điện chở cái chân CS chân số 8 của IC nguồn xung nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục cặp vô nha các bạn. Ở đây giá trị đo cái độ dòng điện thì các bạn giữ nguyên nha. Mình sẽ dùng cái đầu kẹp nhanh, đầu lưỡi nhanh nha các bạn. Các bạn kẹp vô nha, kẹp nhớ kẹp chắc nha các bạn. Đừng để bung ra, có những cái có thể giật nha các bạn. Rồi cái que đo, cái que á các bạn cũng kẹp vô luôn nha, âm đi với âm, dương đi với dương nha các bạn. Nhớ các bạn kiểm tra kỹ nha bạn, trước khi các bạn set nha. Đấy các bạn, cắm que đo thật chặt nha các bạn, đừng để cho nó tuột ra, để đo cho chính xác nha. Ở đây mình tiếp tục là cái thang đo là nhân 10 nha các bạn, 10 ampe ha. Rồi mình bắt đầu mình cấp điện vô nha các bạn. Ở đây giờ mình bắt đầu mình cắm điện vô nha. Còn mình coi mình đo cái cường độ dòng điện nó bao nhiêu nha các bạn. Đây là các bạn thấy không? Cái giá trị mà cường độ dòng điện mình đo được là 0,07. Cái này đơn vị là ampe nha các bạn, 0,07 ampe ha. Là có nghĩa là 70 mA nha các bạn. Cái này để mình ghi giá trị luôn nha các bạn. Cái này sâu nữa các bạn, cái này sâu ha. Sâu quá là giá trị là 0,07 nha bạn. 0,07 ampe. Thế này bằng là 70 mA. Rồi sau đây mình tiếp tục mình đo điện áp nha bạn, cái chế độ không tải ha. Tiếp theo mình sẽ đo điện áp ở chế độ không tải nha các bạn, coi nó ra bao điện áp bao nhiêu ha. Các bạn tắt nguồn đi cho mình nha, các bạn tắt nguồn, các bạn giữ nguyên nha. Các bạn chuyển cái thang đo nè qua mức đo vô nha các bạn. Rồi các bạn chuyển về 1000 nha các bạn, như 1000 thang đo DC nha. Chuyển vào thang đo 1000 nha các bạn. Rồi mình để mình đo coi được cái điểm nó ra khoảng bao nhiêu nha các bạn. Sau đây mình sẽ tiếp tục mình cấp nguồn vô nha các bạn. Các bạn bật nguồn lên ha. Rồi các bạn đo được đo cái nhớ nha các bạn, các bạn set các bạn nhìn kỹ cái thang đo trước thôi, đừng để sai thang đo có thể cháy đồng hồ nha các bạn. Rồi các bạn thấy không? Ở đây cái điện áp của mình á, mình đo là 154V nha các bạn, 154V DC. 154V DC là cái V nha các bạn. Cái này giá trị Y nè, cái này giá trị V nè, điện áp nè các bạn. 154V DC là mình cái giá trị mình đo được. Như vậy á, xét theo cái khía cạnh mà về công suất các bạn, B sau U nhân Y á, thì công suất nó sẽ giảm luôn nha các bạn. Công suất của nguồn led driver lúc đầu, so với lúc đầu á, nó đã giảm rồi nha các bạn. Nó giảm mức độ khá nhiều nha các bạn. Là cái dòng của nó còn một phần nửa thôi, 70 mA thôi nha các bạn. Như vậy á, đây là cách hạ cái cường độ dòng điện xuống khá nguy hiểm nha các bạn.
đồng thời cái công suất của cái nguồn led driver nó cũng hạ xuống một cách khá hữu hiệu nha. Các bạn ở nhà các bạn có thể tự sáng tạo ra nha các bạn, có thể thay đổi giá trị điện trở. Các bạn ở nhà các bạn có thể thay đổi giá trị R nha các bạn, RS1, RS2 nha các bạn. Là sao để cho cái dòng điện á hay là cái công suất các bạn nó đạt theo yêu cầu ý muốn như của các bạn đề ra nha. Đây là một cái hướng rất hay nha các bạn. Các bạn thêm có thể ở nhà nghiên cứu thêm nha. Rồi các bạn độ chế cái nguồn led driver sao cho nó hợp lý là ok. Như vậy á, video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha. Chào các bạn.